Anh em đang cần một sản lập chơi game trên PC vừa mượt vừa nhẹ, auto treo máy xuyên màn đêm thì ấn tải luôn Neo Deep Player ở đường link dưới phần mô tả video anh em nhé. Yujo, người là nữ. Gojo, ôi rồi ôi, cái gì thế này? Anh Gojo có đẹp trai không? Có đẹp trai là có đẹp trai. Linh Andy có may mắn không? Có may mắn là có may mắn. Hello, xin chào anh em nhá. Tiếp tục hành trình đua top nào. Và hôm nay thì mình sẽ tiếp tục là vã thêm 4 củ vào đây. Để có thể là đua top phần lực chiến này, anh em đang đua căng thẳng quá. Nên là mình bắt buộc là phải lấy thêm tài nguyên để có thể sở hữu thêm, ví dụ như là Gojo chẳng hạn. Sao anh em chưa mộ hết đấy nhở? Mình chưa mộ thề luôn mấy trăm vé, không ra em Gojo nào cả. Cú thực sự luôn anh em nhá. Nhưng bên cạnh đó thì Hana của mình lên là 9 sao này, Shokohian lên là 9 sao và Maki 9 sao. Bây giờ để mình xem những cái gì mà liên quan đến thẻ chiêu mộ là mình sẽ lấy hết anh em nhá. Ví dụ như đây là có 20 thẻ này, cái này 50 thẻ, ok này. Múc luôn gói server mới để mình check qua xem nào. U là trời, một bộ trang bị đỏ cộng thêm với cả 20 cái thẻ à? Liệu có lỗ không ta? Lúc nãy 130 được 50, thôi cũng được, không lỗ lắm. Cổ vũ xem nào. Cổ vũ thì không có gì này. Không có, à cái này là có thêm thẻ chiêu mộ hội viên à? Kế hoạch leo tháp xem nào. Ôi kế hoạch leo tháp, khả năng cao là phải mở thôi. Leo tháp 2 500 này. Đến bao nhiêu ta? Có nhiều phết này. Mở khóa chiến lệnh này cần bao nhiêu nhỉ? À cần có 100 thôi. Ôi thì mở luôn. Tiếp tục nhận. Ngon. Tưởng là 300 chứ còn 100 thì mở luôn chứ còn gì đâu. Ôi, có nhiều thuốc tiến hóa này. Ê, lại còn được nhiều mảnh nữa chứ. Phê luôn. Ôi, được của nó anh em ạ. Hợp lý đấy. Hết. Rồi, chờ tiếp tục lại vừa tiếp. Đến 450 thì sẽ nhận thêm thưởng nữa anh em nhé. Kế hoạch ma tháp thì cứ bình tĩnh đã xem nào. Quay trở về xem còn gì nữa không nào. Ok. Quý nhân phù trợ. Mở server X2. Dương này là có cái gì đây? Sukuna. À thế để tìm đất thừa mình sẽ mua một cái dương này anh em nhé. Có Sukuna. Có 30 thẻ tìm đất thôi mua luôn. Rồi ngon lành rồi. Bên phúc lợi thì sao? Thẻ tuần trưởng thành cái gì đấy? À kim cương. Mở luôn. Nhận. Đấy nhiều kim cương. Không lo chết đói anh em ạ. Thẻ tuần xa hoa. Giới hạn mua trọn đời. Cái này bắt đầu lại bâng khuâng này. Có 20 thẻ tím này, 30 này, tổng cộng là 160. Thì so với lúc nãy là 130 thì được 50 thì nói chung nó cũng ngang cơ. Nên là mua luôn anh em nhé. Mua luôn này. 350 thì sẽ có thêm một cái dương gì đây? Ôi dồi ôi, Sukuna Hiyan à. Hay đây là Gojo, tốt quá nhờ. Khoan nha, mình nhớ là có cái gói ngày đâu ta. Đặc quyền à. Đặc quyền có cái gói ngày là ngon này anh em này. Đây này, mua nhanh đây này. Đấy, 110 thẻ tím mình nhớ mà. 278 đấy chiêu mộ này. Ok, tí nữa nếu như thiếu mà cần thiết thì mình sẽ tiếp tục. Xem gói nào có thẻ tím mình mua tiếp. À như này mình xem trong câu lạc bộ không có 10 thẻ à. Xả luôn 10 thẻ em này. Được cái gì? Được cái gì? Ôi giời ơi, Gojo Hiyan thay vào đây cho tôi là Gojo đen có phải tốt không? Cú thực sự anh em ạ. Thôi chiêu mộ thôi nhỉ. Nhưng mà khoan, mình thấy có nhiều tướng lắm anh em ạ. Để phải ghép ghép bớt các thứ đi như nào chứ. Mây Maki này. Bên này thì sao? Ui giời ơi. Đây nữa Shoko này. Ghép luôn. Rồi. Tốc độ. Bên này. Wow. Đây. Ghép. 12 seconds later. Rồi, để xem được bao nhiêu túi đồ rồi. Chống được bao nhiêu rồi ta. Xả luôn nha anh em ơi. Người lần nữa nào. Camo à. Bộ trôi. Hôm nay là câu trôi đi. Lại Gaku Ganji này. Ông cụ này ra nhiều phết. Reggie. Gì nào. Yuta. Yuki xạ thủ. Camo. Megumi. Mới lần nữa. Naobito. Số tướng đã đạt giới hạn. Cú thế nhỉ. Sở quản lý nhân sự. À khoan, trước khi quản lý nhân sự thì lại ghép tiếp đã. Tiết kiệm anh em ạ. Yuchi này. Đấy. Tiết kiệm được khối đây này. Haruta này. Nhà nghèo biết làm sao được bây giờ anh em. Phải tiết kiệm thôi. Many months later. Yujo. Người là nữa. Gojo. Ôi dồi ôi,
Cái gì thế này? Thì ra là như vậy anh em ạ. Tích cực quay tay, vận may cuối cùng cũng đã tới. Anh Gojo có đẹp trai không? Có đẹp trai là có đẹp trai. Linh Andy có may mắn không? Có may mắn là có may mắn. Ui giời ơi, quá được luôn anh em ơi. Thêm một em Gojo nữa là ngon lành này. Cố lên. Trời ơi, cú thanh à? Tô ghê à? 10 lần nữa xem nào. Ây da. Ô hay. Naobito. Cố lên, xin một Gojo nữa đi. Play. Wow. Ok à, Hiromi ra 2 lần liên tiếp luôn nha. Yuki này. Chiu chiu. Yuki xạ thủ luôn này. Cái gì? Lại Yuki xạ thủ. Sao không cho hai Gojo ra 2 lần liên tiếp như vậy đi. Ui, Nanami được vụ anh em ạ. Wow, hết vé rồi đấy. Thôi, quen mùi, tiếp tục vào phúc lợi, giới hạn mua trọn đời để all in tất vào những cái gói mà có vé quay anh em nhé. Rồi, trên này là 130 nữa này. Nhớ để chừa lại ngày mai là mình sẽ mua gói ngày nữa là ok thôi. Còn lại cứ có vé quay là mình sẽ múc 60 này. Ok, còn 760, 350 à? 350 thì quất luôn này, có một cái dương để lựa chọn. Các phe sáng tạo và hủy diệt nhưng không có Gojo đâu anh em ạ. Thế mới cay, còn 410 ruby thôi để dành ngày mai nha anh em ơi. Ai, sao ruột quá. Sổ tay thuật sư. Nhận tướng. Nhiệm vụ xem nào, nhận nhanh. Úi giời. Đây rồi, có tí mảnh. Wow. Túi đồ. Mảnh xem nào. Đây, ghép nhanh xem được em Gojo nữa hay không nào. Ui, 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 ui. Không có anh em ạ. Cú thế nhở. Bực thực sự luôn. Rồi, cái dương đấy để dành tí nữa mở sau anh em nhá. Câu lạc bộ đi. Tiếp tục là 10 vé. Vũ trụ đi. Hơ, số tướng đã đặt giới hạn mấy cây chứ anh em. Hây, xì bà. Tiếp tục ghép. 2000 years later. À đúng rồi, mình cũng nâng luôn Gojo đi nhỉ. Lần nào chẳng nâng cấp được rồi, lên 9 sao rồi cơ mà. 1 2 3. À 2 thôi à? Một em 6 sao thì lại quá dễ luôn đi chứ. Lên luôn 9 sao. Ok. Wow, tuyệt vời anh em ơi. Cần 2 Gojo nữa thì mình có thể lên được 10 sao cơ à. Cũng căng đấy nhỉ. Nào, tiếp tục là cho bọn này đi đi. 3 sao cho người bay luôn. Ok. Đấy. Chiêu mộ nào. 135 vé. Cố lên nha. X1 free cái đi. X10. Hy vọng rằng là thêm anh Gojo nữa. Ino. 10 lần nữa đi. Hajenoki. 10 lần nữa. Trời ạ. Thôi cố gắng đi. Thêm 1 Gojo nữa thôi. Khi mà ngày mai là ngày bao nhiêu nhỉ? 19. 19 thì chưa. Tầm ngày 20 ấy, ngày kia. Thì mình sẽ có thêm một phát nữa là nhận quà. Nhận quà cốt đi. Gojo nữa là 2 Gojo thì nâng cấp lên 10 sao là vừa đẹp. Kasumi. Ôi bên mây tử thần này. Ôi. Gojo đi. Trời ạ. Ôi trời. Cay thế nhở. Không ra là Gojo anh em ơi. Cú thực sự luôn ạ. Có ghép được sao nào. Ghép 9 em. Có khi nào ra luôn Gojo ở đây không? Hả? Mở một lần. Thêm lần nữa. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi. Ôi dồi ơi. Ôi. Gojo Hia này. Ghê vậy. Hết. Hôm nay ra mấy Gojo Heian liền ý. Trong chiêu mộ cũng ra một em. Để mình xem Gojo Heian xem nào. Càng phết nhỉ. Nào ra nhiều Gojo Heian thế nhỉ. 1, 2. À mà có hai em tôi lấy đâu ra mình nhiều. Rồi chiêu mộ X10. Có khi nào ra Gojo? Vâng, câu trả lời vẫn là chưa anh em nhé. Đèn thế nhỉ. Cú thực sự luôn anh em ạ. Ghép nhanh. Rồi. Vật phẩm thì hôm nay là mình sẽ có thêm một cái dương này đây. Nhưng mà chưa biết chọn gì, cứ để tạm đấy anh em nhá. Còn bây giờ ra nâng cấp cho Gojo thôi. Lên thêm tí level.
một phát này, 90 này, 95. Đấy, cũng lên được level 200 rồi này anh em ơi. 203 rồi, cũng được. Nhanh nhẹn lên 1.400 rồi. Sinh lực 349.000, công là 55.000, thủ là 1.467 anh em nhá. Nào, giờ đi test thử sức mạnh sau khi lên 9 sao ra làm sao đây. Trời ơi, có khi nào mình là người có Gojo 9 sao lâu nhất trong server hay không nhỉ? Cú thực sự nhân phẩm quá đen đi. Bót chiến nào. Bắt đầu chiến luôn. Sức mạnh của Gojo ra làm sao đây? Tốc độ A3 đấy, A3 luôn đấy. Ok. Ok. Ây, có khỏe đấy nhở. Tầm này Gojo 9 sao mà vẫn chưa quánh được nữa thì hơi khó rồi đấy. U là trời thốn đấy. Ây à, căng đấy. Nhưng mà có em Shokohian thì tí nữa sẽ hồi sinh được. Ui ôi, may quá. May quá. Đây rồi, ôi trời ơi. Làm gì đi em ơi. Làm gì đi em ơi. Đúng rồi, phải là như thế. Tiếp tục nào. Tiếp tục nào. Như thế là đúng rồi đấy, đúng quy trình rồi. Cố lên. Vâng, có hồi sinh cho Sukuna. Được rồi. Như vậy là sau khi lên 9 sao một cái là sức sát thương uy lực kinh khủng hơn hẳn anh em nhá. Và chắc chắn là có thể là vượt qua được cái ải này thôi. Mình bỏ qua phát là ok này. Đó, anh em thấy không? Và thầy Gojo vẫn là một cái gì đó MVP anh em nhá. Nhận chiến lợi phẩm luôn. Ok, thì chúc anh em chơi game vui vẻ và đừng quên all in một Gojo để có thể là gánh team nhá.